chỉ 30 phút sau khi phun là côn trùng dày dẹp này, là chết sạch. Cái thằng top 1 này của bên em là như các bác có thể biết rồi, nó có thể diệt được mọi loại côn trùng cho các bác nhá. Như là ruồi vàng này, nhện đỏ, sâu lục phân, sâu ăn lá, rồi bọ chích hút. Nói chung là tất cả các loại côn trùng có trên vườn cây nhà các bác nhá. Dòng này của bên em nó là dòng thuốc mát. Thế nên là các bác có thể phun cho cây trồng khi mà đang trong cái giai đoạn là đi đọt ra hoa hay là ra trái lọt, các bác cũng đều phun được cho em nhá. Dòng này của bên em thì nó tiêu diệt nhanh và hạ gục cực gọn tất cả các loại côn trùng cho các bác. Đấy, dòng này thì nó diệt được cả những cái con côn trùng đã kháng thuốc và đã ăn nhờn các loại thuốc mà các bác phun đều không chết. Thì các bác phun thằng này cho em, đảm bảo hiệu quả cho các bác luôn nhá. Chai này của bên em thì 1 lít các bác pha được cho em khoảng 1.200 đến 1.500. Đấy, các bác phun được tận 2 hecta cây trồng cho các bác nhá, cực kỳ là tiết kiệm luôn. Đấy, các bác tính ra cho em là chưa đến 10.000 cho một bình 20 lít đâu ạ. Chưa kể là vấn đề là thuốc còn hiệu quả, các bác phun đỡ tiền công này, vừa đỡ tiền thuốc cho các bác. Đặc biệt duy nhất trong video này của em nhá, khi mà các bác mua từ 2 chai, bên em sẽ hỗ trợ các bác về vấn đề phí vận chuyển. Khi mà các bác mua từ một thùng 12 chai bên em nhá, bên em sẽ có ưu đãi giảm cho các bác 2 triệu đồng. Các bác nào mà đang có nhu cầu hay là đang quan tâm đến cái thằng top 1 này của bên em nhá, các bác cứ để lại số điện thoại ở dưới video này cho em. Bên em sẽ có chuyên viên liên hệ tư vấn cụ thể cho các bác.